con xin chào thầy sư phụ ạ. Con tên là Linh, học sinh hiện đang sinh sống và học tập tại tỉnh Chiba, Nhật Bản ạ. Một câu hỏi muốn hỏi tới sư phụ đó là sang Nhật được khoảng nửa năm nay và đang học tại trường tiếng. Con dự định học xong thì con sẽ học lên chuyên ngành hoặc là đại học. Đầu sang Nhật thì con cảm thấy rất là hồi hộp và có rất là nhiều những cái ước mơ hoài bão và muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh, nhưng mà một thời gian sau thì con cảm thấy rất là áp lực. Ở Việt Nam thì gia đình con cũng rất là bình thường, nên là con đã phải tự kiếm tiền và trang trải cuộc sống cũng như là sinh hoạt phí ở bên này ạ. Do làm đêm và làm nhiều như vậy nên là khi mà đi học thì trên lớp thì con lúc nào cũng ngủ và không có chú tâm vào việc học. Nhiều lúc thì con cảm thấy rất là mệt mỏi và áp lực. Vì vấn đề học tập, sinh hoạt phí cũng như là chi phí trang trải cuộc sống và thêm một khoản tiền từ gia đình đã vay mượn khi ở Việt Nam khi mà con sang đây ạ. Nên là con muốn sư phụ chỉ dạy cho con về làm thế nào để có thể cân bằng được vấn đề giữa cuộc sống và học tập ạ. Con cảm ơn sư phụ. Đấy, chúng ta nghe bạn Linh bạn hỏi, cái vấn đề của bạn đặt ra nó rất là khó. Vì hoàn cảnh kinh tế của bạn là ra ở nhà thì khó khăn, đi sang đây thì phải vay nợ đó. Thế sang đây thì là du học sinh thì phải đi học, và luật ở Nhật này thì người ta lại cấm du học sinh không được lao động thêm giờ một tuần quá 28 giờ, tức là một ngày không được quá 4 tiếng, hoặc 7, 4, 28. Mình làm thêm chỉ được trong phạm vi 4 tiếng. Thực ra thì cái luật đấy nó cũng rất là tốt, vì chúng ta là du học sinh mà, thì phải dành thời gian cho việc học nhiều. Đấy. Thế thì ở đây làm thế nào bây giờ? Vậy cái vấn đề là bây giờ thì làm sao để mà Linh trong 4 tiếng được quy định này này. Ở đây thì sư phụ không khuyên con đi làm quá giờ, vì làm thế là con làm bị vi phạm luật của người ta. Sư phụ không bao giờ khuyên con hay dạy con đi làm việc vi phạm pháp luật cả. Nghe không? Vẫn khuyên con nên đi làm trong 4 giờ thôi. Chứ không thể, chúng ta là người Phật tử, nếu con là Phật tử thì càng không được làm trái pháp luật. Nghe không? Đã là Phật tử thì phải sống đúng pháp luật của đất nước sở tại, ở đâu mình phải ở đó, đúng pháp luật ở đó. Thế thì vấn đề bây giờ là con mong mỏi sau 4 giờ con làm mà đủ được tiền để trang trải học phí và lại còn giúp cho nhà trả nợ, đúng không? Nếu mà được thế là yên tâm nhất rồi, đúng không? Là vui vẻ. Thế thì thầy xin thưa với Linh thế này này con này. Cái việc con đi làm được cái việc nào mà phù hợp, đúng đủ 4 tiếng mà ra đủ được tiền để trả nợ sinh hoạt, quả thật là ước mơ, đúng không? Nhưng mà thật khó con ạ. Cái này vẫn có người được. Có người ta không phải đi làm 4 tiếng, khi chỉ làm 3 tiếng, 2 tiếng người ta vẫn đủ tiền. Thì cái này nó phụ thuộc vào phước báu mỗi người con ạ. Thế thì nếu ở đây con nhé, cái phước báu của con nó quá thiếu, nó chưa đủ, mà mình cứ phải cố lên cái này thì tự nhiên mình trở thành mất thăng bằng và khổ. Cho nên Đức Phật dạy thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta là vẫn phải biết đủ con ạ. Biết đủ nghĩa là biết đúng cái sức của mình, lượng đúng cái sức của mình. Sức của con chỉ gánh được 20 cân thôi, mà con vươn lên con gánh 50 cân thì có thể là bị oằn vai, gãy xương. Wow. Nó quá sức. Đó. Không thể được con ạ. Người ta gọi là gì? Giấc mơ con mà đè nát cuộc đời con là thế. Giấc mơ nó bé bé thôi, nhưng vì con bé nó đè nát cuộc đời con luôn. Thế cho nên phải biết vừa cái sức của mình. Không thể quá được. Nó giống như mình là một cái anh nông dân, cái phước mình làm nông dân, mình cứ ước mơ con phải làm tổng thống, con phải làm thủ tướng. Không được. Con phải làm vua. Không có cái chân mệnh làm vua, cái phước làm vua. Không được. Con ạ. Thế thì chúng ta bây giờ đối với con thì sư phụ chỉ khuyên thế này. Có thể con vẫn phải chịu cái áp lực này một thời gian. Nhưng mà đây sư phụ nói thế này này. Chúng ta biết người ta nói rằng cái lo đó và cái công việc nó khác nhau. Có nhiều khi chúng ta làm rất nhiều việc mà chúng ta không bị áp lực, không lo. Làm việc suốt ngày, chúng ta nhớ những cái lo nó khác nhỉ. Cho nên ở đây ai mà đã đọc cái quyển sách gọi là Quẳng gánh lo đi mà vui sống á, ha, cái quyển đó họ viết rất hay, rất đúng tinh thần nhà Phật. Cái lo lắng nó khác, còn công việc lại khác.
chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Và giống như một người nghệ sĩ lên họ biểu diễn có khi liên tục hết show này đến show khác biểu diễn, nhưng họ không bị lo. Và họ làm quần quật như thế, nhưng không họ bị cái lo mà họ lại vui, họ say với nghề, họ vui, không có cái lo lắng và họ không cảm thấy áp lực. Thế còn chúng ta bị áp lực. Vậy bây giờ con phải biết vạch ra giấy, Linh nghe chưa? Con vạch ra giấy, à mình còn phải có một cái khối nợ số tiền thế này, phải để nó đó. Con lo nhiều khi không làm được việc. Và cứ lo, cứ trong này lúc nào cũng nghĩ về tiền thì lại không thể nào mà làm được việc tốt. Kể cả học cũng không học được tốt, cứ lúc nào cũng lo nghĩ về mẹ thiếu tiền, bố ở nhà bị thiếu tiền. Mà cái việc đã thiếu là thiếu rồi, phải để cái mối lo đó sang một bên. Vấn đề thực tại giờ ta phải học, ta phải làm cho tốt, làm mà không bị cái lo, cố gắng như vậy. Và thưa với anh chị em, chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái điều này. Cái người mà biết quẳng cái lo đi, đặt cái lo sang bên, và việc bây giờ là phải làm. Đó, giống như anh bác sĩ lên bàn mổ cho bệnh nhân, có thể lúc ấy ở nhà, phải không? Vợ bị ngã, con bị làm sao đó, nhưng mà lúc này đang cầm dao mổ cho bệnh nhân thì phải hết sức cho bệnh nhân. Chứ lúc ý mà lại nghĩ đến con ở nhà nó bị sao thì là chết ngay bệnh nhân luôn. Cho nên nó phải khác. Cho nên công việc là một đằng và cái lo là một đằng. Bây giờ mà ông bác sĩ đấy có bỏ về thì ví dụ thế con nhà nó bị tai nạn rồi, nên vẫn phải giải quyết việc này đã. Đó, thế cho nên là chúng ta nhớ, chúng ta cái gì đã rồi là phải để cho nó ở cái đã rồi. Cái việc nợ nần là việc nợ nần, vẫn phải để nó sang một bên. Và vấn đề là chúng ta phải học tập tốt và phải làm cho tốt, tập trung công sức vào để làm, mà không để cái lo kia nó làm chúng ta bị phân tâm, làm chúng ta bị căng thẳng stress, nghe không? Nên nhá, chúng ta nhớ tách được cái lo ra. Đấy về cái thứ nhất là thầy khuyên Linh, nghe không? Mỗi lo phải để sang một bên. Còn bây giờ con phải đi, ví dụ làm việc. Có thể do con lo mà làm việc con không tốt cho nên không được trả lương cao trong cái giờ con làm thêm giờ đó, nghe không? Thế thì bây giờ phải để cái lo ra để tập trung vào cái công việc làm thêm mà làm thật tốt, để ông chủ ông trả cho mình cái lương cao hơn. Thế và cũng bỏ cái lo sang bên, để chúng ta học thì học cho thật tốt. Con hiểu không? Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái nữa là mình phải chấp nhận những cái khó khăn, và con phát nguyện con tu tập để chuyển nghiệp tăng phước cho con lên. Cho nên chúng ta hãy rèn luyện mình này, tích lũy phước báu cho mình, rồi tiền bạc nó sẽ tự đến đó. Cái này là cái rất thật. Mấy anh nghệ sĩ mà cứ lúc nào đầu nghĩ đến tiền thì không thể trở thành nghệ sĩ giỏi được. Không, họ phải yêu nghề, họ phải muốn phục vụ đại chúng, muốn đem được những tác phẩm tốt cho đại chúng. Từ cái yêu nghề, cái say nghề đó, họ trở thành người giỏi và tự nhiên tiền nó sẽ đến với họ. Cho nên chúng ta nhớ, cứ chúng ta suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền thì chưa chắc tiền đã đến. Mà chúng ta hãy nghĩ làm sao để rèn luyện mình, để cho mình thêm phước, thêm đức lên, thì tiền nó sẽ tìm, nó đến với mình, nó là thật đấy. Rất nhiều câu chuyện như vậy và thầy cũng chứng kiến điều đó rồi. Cho nên thầy khuyên con giai đoạn này, thứ nhất con phải chấp nhận những cái khó khăn, phải để cái lo sang một bên. Vì con lo bây giờ con cũng không chạy về nhà con giải quyết cái việc cho bố mẹ con được, mà con vẫn đang phải ở đây, vẫn đang phải học tập. Phải thì phải dành thời gian vào việc học tập, dành thời gian vào cái việc làm thêm đó, nghe không? Mà mặc dù vẫn phải làm đúng giờ, đừng để cho người ta phạt mình, người ta kỷ luật mình vì mình vi phạm nội quy, vi phạm quy định ở bên này nhé. Và con tu tập thêm để có phước báu, nhiều khi nhờ phước báu ấy nó giúp cho con có một cái việc làm phù hợp và có thu nhập cao hơn. Và đã có nhiều bạn ở bên này đã chia sẻ những cái câu chuyện như vậy rồi nhé. Thì cái đó con hãy tu tập đi, rồi con nương tựa Tam Bảo thì tâm mình vững lên, khỏe hơn, nó cũng bớt cái áp lực, bớt cái căng thẳng hơn nhé.